Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29 tháng 8 năm 2023. Cuộc gặp gắn kết hai nhà lãnh đạo này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 1973 đến năm 2023, và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, năm 2013 đến năm 2023, khẳng định sự quan trọng của mối liên hệ giữa hai nước. Thời gian gặp mặt đã tạo ra một diễn biến quan trọng trong quan hệ đối tác đa phương và củng cố tinh thần hợp tác mạnh mẽ giữa Việt Nam và Singapore. Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chào đón Thủ tướng Lý Hiển Long và nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của chuyến thăm trong việc thúc đẩy hợp tác song phương. Cuộc thảo luận tập trung vào việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long đều thể hiện sự tin tưởng vào tiềm năng và triển vọng của mối quan hệ hai nước, cam kết thúc đẩy việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai quốc gia. Thông qua chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Lý Hiển Long cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam và nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược quan trọng giữa hai nước. Hai bên thể hiện hài lòng về tình hình phát triển quan hệ hai nước và nhận thấy rằng quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29 tháng 8 năm 2023. Cuộc gặp gắn kết hai nhà lãnh đạo này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 1973 đến năm 2023, và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, năm 2013 đến năm 2023, khẳng định sự quan trọng của mối liên hệ giữa hai nước. Thời gian gặp mặt đã tạo ra một diễn biến quan trọng trong quan hệ đối tác đa phương và củng cố tinh thần hợp tác mạnh mẽ giữa Việt Nam và Singapore. Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chào đón Thủ tướng Lý Hiển Long và nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của chuyến thăm trong việc thúc đẩy hợp tác song phương. Cuộc thảo luận tập trung vào việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long đều thể hiện sự tin tưởng vào tiềm năng và triển vọng của mối quan hệ hai nước, cam kết thúc đẩy việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai quốc gia. Thông qua chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Lý Hiển Long cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam và nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược quan trọng giữa hai nước. Hai bên thể hiện hài lòng về tình hình phát triển quan hệ hai nước và nhận thấy rằng quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29 tháng 8 năm 2023. Cuộc gặp gắn kết hai nhà lãnh đạo này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 1973 đến năm 2023, và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, năm 2013 đến năm 2023, khẳng định sự quan trọng của mối liên hệ giữa hai nước. Thời gian gặp mặt đã tạo ra một diễn biến quan trọng trong quan hệ đối tác đa phương và củng cố tinh thần hợp tác mạnh mẽ giữa Việt Nam và Singapore. Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chào đón Thủ tướng Lý Hiển Long và nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của chuyến thăm trong việc thúc đẩy hợp tác song phương. Cuộc thảo luận tập trung vào việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long đều thể hiện sự tin tưởng vào tiềm năng và triển vọng của mối quan hệ hai nước, cam kết thúc đẩy việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai quốc gia. Thông qua chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Lý Hiển Long cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam và nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược quan trọng giữa hai nước. Hai bên thể hiện hài lòng về tình hình phát triển quan hệ hai nước và nhận thấy rằng quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên toàn cầu. Trao đổi về hợp tác đa phương và trong khu vực, cả hai nước đánh giá cao việc thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động bầu cử và ứng cử vào các cơ quan, tổ chức của Liên Hợp Quốc, các cuộc đối thoại cấp cao với các nước ASEAN khác được nhất trí nhằm thúc đẩy thương mại, tăng cường đầu tư và mở rộng hợp tác. Cả hai nước cam kết duy trì đoàn kết và thống nhất với các nước ASEAN khác trong vấn đề Biển Đông, tôn trọng tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và xây dựng quy tắc ứng xử tại Biển Đông, COC, thực sự hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS, 1982. Quan hệ giữa hai nước được đánh giá là đang phát triển nhanh chóng, toàn diện và chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay.